Hello. Happy không có cái gì. Ủa ê, 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 nhưng mà đẹp quá. Ủa nhưng mà cảm xúc cảm xúc là rất là bất ngờ, không biết nói gì hết, nhưng mà làm hồi nào bao nhiêu lâu thì mới được như vậy. Trời ơi, trời ơi, khổ luôn á. Không, đây tao nói cho nè, mai tôi với Thôi đi làm cái tiệc mà tụi mình là định làm ngày mai. Cái má này nè, sách động hả? Cũng nên tôi má này đúng nhất luôn. Má này ngày mai má bận, có đi má đi sớm rồi, cho nên là hôm nay phải làm đi, mai nó không có ở Sài Gòn, không biết được ai luôn. Cho nên bây giờ hết sách động, tất bật đi, tất bật đi, tất tả một đêm, tất tả từ sáng tới giờ nè, mỗi ngày banh cái miệng luôn cái này, trời ơi, mình phải chụp hình thôi mọi người ơi, phải chụp hình để lưu giữ hình rất này thôi. Cái gì? Không có, không có đâu. Thì tâm lý hả? Tâm lý yếu hả? Anh Tám thằng ê, một lát nữa tao mới quay tao chạy xuống nghe con camera hồi nãy. Đúng không? Quay đi. Không có ở nhà nha. Không phải là không có nhà như nhà của người ta đó.
thấy là chúng tôi treo quầy nhà cửa rất là linh đình không, tiệc tùng rồi này kia mà không có chữ. Có linh đình không, em hay mang theo gói mì tôm hả? Em có bánh mì nữa nè. Bây giờ ai hay đọc khánh thổi đến thì một cái à. Ê cái này ngon quá trời luôn á. Vô cái đi. Hết nha. Cảm ơn mọi người. Khám Sakura về cái đây rồi em đi làm được 1 phút rồi mà. Ủa nhưng mà mọi người ơi, cái tâm lý của mọi người lúc này là vậy nè. Cái da gà ngon gì ăn hết. Ăn đi. Ê, nhưng mà hết rồi. Không, nhưng mà cái tâm lý của mọi người lúc mà làm sinh nhật cho em là mọi người phải kiểu em về là mọi người phải kiểu là em mua của cái ăn vặt gì ở trên ấy á, trên áo á. Không, về em về thì đáng ngon nữa. Làm chỉ không? Không, nhưng mà em về nè mọi người. Cảm ơn mọi người. Mình đây không? Xong rồi. Yeah, trời ơi, mọi người làm bất ngờ quá. Rồi hả? Quá. Mọi người chuẩn bị. Thôi uống hết luôn. Thôi vô cái đi. Mọi người chuẩn bị cái này lâu không chưa? Lâu. Hết sạch đấy. Ủa mọi người ở này sinh nhật của không? Nè khách, có bánh kem mình kia. Bánh kem mình xong hết rồi. Tụi chị mở xong rồi về nha. Qua để sẵn thôi nha. Chị đấu của mình luôn nè. Ủa mọi người ơi, không, ý là nhưng mà em biết chị có gà nha nha. Ok, chị chở em về. Đúng rồi nha. Đi chung với em luôn đi. Ủa ý là nhưng mà nhớ dành cho nha. Làm cực đẹp vậy. Mọi người cứ đùa hoài, bất ngờ đúng không? Đúng rồi, cái này mới bất ngờ. Xong rồi đi chị mới bất ngờ. Còn chị đâu bất ngờ giờ, hết sinh nhật rồi mà trời. Ủa, giỏ đâu ta? Trời linh nghiệt lắm. Không, nãy đâu có sức giỏ đâu. Đi. Bye. Về đây.